Hai, Mận xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay Mận đi chợ mua ít nguyên liệu về nấu spaghetti nè mọi người. Hôm nay là trổ tài. Nói chung cái món này nó đơn giản lắm mọi người. Tại vì những cái nguyên liệu ở ngoài chợ Tây, chợ Đức á, thì họ có bán, mình chỉ mua về mình nấu thôi. Thì ở đây Mận có mua nấm, mua một hộp nấm, mà nấm này là nấm hộp, ăn thì nó ngon hơn nha. Tại vì nó không có ra nước, còn nếu mà mình làm nấm tươi á, thì nó ra nước thì nó sẽ không có còn giòn mà dai dai của nấm nữa, mà nó bảy bảy nó không được ngon. Còn này là thịt, mà mua thịt là thịt heo người ta xay sẵn rồi, nước sốt cà chua cũng như là nước sốt nấu spaghetti thì ở ngoài tiệm nó bán sẵn, là mình mua về mình pha chế lại thôi, nêm nếm tí xíu gia vị. Còn cọng mì này thì tiệm Tây bán thì mình cứ mua về ăn thôi mọi người. Tôi mời tất cả mọi người ăn với Mận nha. Bình thường á là Mận sẽ bỏ khe dừa vào, nhưng mà hôm nay Mận mua cái loại khe dừa này ăn nó không có được ngon. Nó có cái mùi kiểu như là thầm thầm thúi 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 giả lẫm á. Mận xí ra nè, Mận ngửi cái mùi Mận thấy sao nó hôi hôi thúi thúi, Mận không biết ăn, cho nên là Mận không có bỏ vô. Chứ bình thường Mận mua cái loại mà nhà hay ăn á thì nó có cái mùi thơm và nó có mùi béo béo sữa sữa, ăn rất là ngon nha. Nhưng mà hôm nay rất là tiếc mua loại khác, tại vì loại đại loại Mận hay ăn là hết rồi mọi người, thật là đau lòng. Thôi giờ mình ăn cái này không cũng ngon. Đó, sáng tiêu chuẩn sáng mình có nhiêu này thôi. Chua chua ngọt ngọt. Này là hiêu chua. Mình cơ cái này lên cao cao ăn cho nó dở. Đó. Này sữa của hai anh gái mà uống. Sữa tăng chiều cao á. Uống tốt cho sức khỏe cũng như là nó phát triển chiều cao cho bé khá là tốt nha mọi người. Rồi. Thất nghiệp ở nhà cứ ăn thôi mọi người, ăn thiếu điều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thiếu điều mập như heo. Cái nấm mà mình mua ở trong cái hộp ở dưới ăn nó ngon hơn, có cái độ giòn sọt 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 sọt. Hôm bữa trước Mận cũng nấu này, mà mua nấm tươi không? Giờ nấu nó ra nước nó mềm xèo à, nó bẻ nhạt rồi, ăn không có ngon. Cái này tao nghĩ hơi cao. Thay đổi, kiếm cái hộp khác bỏ đi. Cái này thấp hơn nè. Nhà Mận á có con nít ra cho nên á, nói về hộp lon là nhiều lắm, mua đủ loại đủ thứ hết rồi. Mua đỡ mình có mình dùng mình xài với mọi người. Mấy cái hộp á mình mua về đựng đồ ăn đồ cho con á. Em cái này phải cẩn thận nha, nó dần vô áo trắng áo đồ giặt mới ra cái nước màu đây nè.
Còn như mà không đi làm ở nhà á, sáng chở hai nhỏ đi học, sáng dậy sớm chứ, sáng dậy sớm lo bánh mì, lo trái cây, rồi lo nước uống cho con, bỏ trong túi để hai bé đi học, chở đi học. Sau đó là gì giờ chưa về nhà đâu nha mọi người, phải chạy đi chợ, trên đường đi á, bây giờ chạy đi chợ, giờ nó ăn xong, ăn xong rồi rửa dẹp dọn tí xíu, còn dư thời gian á thì ngủ nằm xem phim, rồi sau đó đi đón con gì rồi xong tắm rửa cho cái nhỏ, còn cái lớn mặn là tự tắm được rồi, làm rồi ăn cho hai đứa ăn, ăn xong chỉ hai đứa nó học, đứa lớn thì tự học, còn đứa nhỏ mới vô lớp 1 á, biết chưa biết gì hết, mà mặn thì nói chung học dốt, nhưng mà lớp 1, lớp 2 thì mặn cũng đủ khả năng để mà chỉ cho bé nha, cho nên là mặn là chỉ cho con gái út thôi, chứ còn con gái lớn là tự học, còn không biết á, là phải chờ 3 giờ chỉ, hoặc là tìm ở trên mạng đồ học, hay là hỏi bạn bè. Giờ cái lớp mặn học lớp 6 không mà không chỉ được nữa, vừa khó mà tiếng Đức mặn cũng đâu có hiểu đâu, hiểu chút ít đâu có được gì đâu mọi người. Còn lớp 1, lớp 2, lớp 3 á thì nó không có khó, mang đủ trình độ để chỉ. Còn có nhiều từ tiếng Đức mặn không biết á, phải lấy điện thoại dịch. Nhưng mà nhiều lúc ở Google là dịch từ bảy mọi người, dịch cái nghĩa tiếng Đức nơi nó dịch ngã, nó sai cái nghĩa, có lúc là dịch đúng, có lúc dịch sai. Chứ không phải từ nào cũng, không phải từ nào cũng dịch được đúng hết đâu. Sáng mình rửa cái trái BN, trái trái lơ của Trung Quốc bán, mình mua hai trái về rửa, mà nó gọt vỏ ra mà hai bé không chịu thích ăn vỏ vậy đó, cho nên nó đỡ nguyên vỏ hai bé ăn luôn, nhưng mà ăn vỏ luôn cũng được mọi người, mình rửa sạch đó, mình ngâm nước muối đi. Mà điều cái vỏ nó hơi cứng, hơi cứng, hơi chát chát một xíu, nhưng mà hai đứa con mặn thì ăn trái cây lại thích ăn vỏ, trái cây nào cũng thích ăn vỏ, trừ khi cái vỏ đó ăn không được mới bỏ thôi. Con nít bên này mình đi học á, vỏ đồ ăn đơn giản mọi người, một cái hộp bên thì bỏ trái cây, bên thì bỏ rau củ quả, còn bên là bỏ bánh mì, bánh mì chủ yếu là chính nha, ở đó là ăn chính đó. Còn trái cây với là bánh đồ ăn tráng miệng thôi. Bữa ăn cũng xong. Thôi mọi người, thì bữa ăn sáng của mình cũng đã xong rồi đó. Nói chung là thất nghiệp ở nhà có gì ăn nấy. Buồn buồn ngồi lấy máy lên quay nói chuyện với mọi người cho vui, chứ thật sự sống ở nước ngoài
Nếu mà ở Việt Nam thất nghiệp á, thì qua nhà hàng xóm chơi cũng qua ngày. Còn ở bên này á, mà thất nghiệp á, chỉ biết ở nhà bốn vách tường thôi mọi người. Hoặc là đi chợ, đi dạo phố một mình lang bang vậy đó. Chứ còn mà nói qua nhà hàng xóm đắc ba chơi thì không có nha. Không có luôn, không có chuyện đó. Muốn qua người mà ví dụ mình quen biết đi, muốn qua chơi mình phải gọi điện trước, đặt giờ. Đặt giờ đặt ngày ngày đó giờ đó mày có rảnh không, nếu rảnh thì mình đến chơi là nó ok mới đến, còn nó mà nó bận nó không ok mình cũng có đến đó. Nhưng mà ngoài chứ không phải như Việt Nam mình á, thích thì chạy qua chơi rồi cũng thích thì chạy gì à, nó khác hoàn toàn, phải đặt giờ giống như là đi bác sĩ mà phải đặt lấy thịt min vậy đó. Rồi Mận cũng xin dừng clip tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.